Công an huyện Hoài Đức, thành phố Hà Nội vừa bắt giữ một nhóm thanh thiếu niên có tuổi đời còn rất trẻ nhưng có hành vi manh động, đó là chặn đánh và chặt biển số xe máy của người đi đường. Các đối tượng lập thành nhóm đi xe máy, cầm hung khí đi trên các tuyến đường thuộc các huyện Hoài Đức, Quốc Oai, Thạch Thất. Khi thấy ai đi đường không vừa mắt, nhóm này sẽ chặn đánh và sau đó chặt biển số xe của nạn nhân để thị uy. Từ ngày 15 đến ngày 17 tháng 8, nhóm này đã thực hiện được 6 vụ việc tương tự. Qua các quá trình xác minh, lực lượng chức năng đã tạm giữ hình sự 8 đối tượng từ độ tuổi 14 đến 18 để làm rõ hành vi cướp tài sản, một đối tượng về hành vi che giấu tội phạm. Thu giữ tang vật là nhiều vũ khí như dao, kiếm, tuyếp sắt và gần 20 biển số xe bị nhóm đối tượng này cướp được. Lực lượng chức năng đề nghị nạn nhân của nhóm đối tượng trên liên hệ với đội cảnh sát hình sự, công an huyện Hoài Đức để làm việc. Sáng nay, Tòa án Nhân dân huyện Hồng Ngự, tỉnh Đồng Tháp mở phiên tòa xét xử đối với hai bị cáo là Nguyễn Chí Phi, 28 tuổi và Trần Văn Nhật, 19 tuổi, cùng ngụ tại huyện Hồng Ngự. Theo cáo trạng, ngày 25 tháng 1 năm 2024, một thanh niên đã gặp bị cáo Nguyễn Chí Phi để hỏi mua 10 túi pháo nổ và hẹn khoảng 20 giờ cùng ngày giao hàng. Sau đó, Phi thuê bị cáo Trần Văn Nhật vận chuyển pháo với tiền công là 250.000 đồng khi giao hàng thành công. Nhật sang Campuchia nhận hàng do Phi mua gồm 10 túi pháo lớn và 10 túi pháo nhỏ với hơn 2.000 viên. Khi Phi chở Nhật đến điểm hẹn giao pháo, không thấy người nhận, Nhật đem pháo đi cất giấu thì bị lực lượng đồn biên phòng bắt quả tang. Hội đồng xét xử đã tuyên phạt bị cáo Nguyễn Chí Phi 9 tháng tù và Trần Văn Nhật 6 tháng tù về tội vận chuyển hàng cấm.